Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của Tài chính Nghe Việt Nam. Như vậy, hôm qua thì bộ đôi Note 10 cũng như Note 10 Plus đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với mức giá là 22.990.000 cho Note 10, và chúng ta sẽ có mức giá là 26.990.000 cho chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus với cái phiên bản RAM là 16 và bộ nhớ trong là 256GB. Và hôm nay thì mình lại có một chiếc máy đặc biệt hơn một chút, cũng là Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus, nhưng nó sẽ là Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, và đây là những chiếc máy đầu tiên về thị trường Việt Nam. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau unbox ra để xem là với cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus này nó sẽ có những gì ở bên trong, và cũng như là phụ kiện của nó đi kèm thì có được tặng cái đồ đặc biệt hơn, đấy là cục sạc 45W hay không, hay là cũng sẽ là cục sạc 25W như ở thị trường Việt Nam. Thì chúng ta vẫn sẽ mở hộp ra. Ở đây mình sẽ có phiên bản màu trắng. Ở đây mình vẫn sẽ có cục sạc với cổng ra là USB-C. Công suất của nó cũng sẽ chỉ đạt đến là 25W mà thôi. Nguồn ra là 11V 2,25A nhân lên là 25W, chứ vẫn sẽ không phải là cục sạc 45W. Giá như cái chiếc máy này, chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, chiếc máy phải gọi là cao cấp nhất của dòng Note 10 năm nay rồi, nó có cục sạc 45W thì mình sẽ đánh giá cao hơn. Giống như kiểu là S10, S10 Plus chỉ được tặng cục sạc bình thường, còn với Samsung Galaxy S10 5G được tặng cục sạc 25W ấy, nhưng chiếc máy này thì cũng không có. Chúng ta sẽ có tiếp ở bên dưới là sợi dây sạc C2C, và chúng ta sẽ có tai nghe AKG màu trắng, và cái chuẩn cổng của nó cũng sẽ sử dụng là USB-C. Chứ nếu mà tặng tai nghe 3.5mm thì các bạn sẽ không thể sử dụng được với chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus cũng như là Samsung Galaxy Note 10, bởi vì là cái cổng 3.5 đã bị loại bỏ trên những chiếc máy này rồi. Cuối cùng thì các bạn sẽ có một cái hộp nhỏ nữa, thì đây sẽ là hộp đựng cái cổng USB OTG Type-C, và bên trong các bạn cũng sẽ có thêm một số cái đầu bút để có thể thay thế cho cái bút S Pen khi mà các bạn sử dụng cái đầu bút nó bị mòn. Khá buồn bởi vì là Samsung hơi kẹt một tí, là sẽ chỉ tặng cho chúng ta thêm hai cái ngòi bút phía bên trong mà thôi, chứ nó không được tận 5 ngòi bút giống như thế hệ của Samsung Galaxy Note 3, Note 4, Note 5, kể cả Note 7 thì cũng được tận 5 ngòi đầu bút, còn với chiếc máy này sẽ chỉ có 2. Đến với chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G mà mình đang có ở đây, mình đã khởi động vào bên trong, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giao diện của nó cũng sẽ khá là cơ bản mà thôi. Nó giống tương tự như những chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus cũng như Note 10 đang được sử dụng tại thị trường Việt Nam. Vẫn sẽ là Android 9.0, và chúng ta cũng sẽ có giao diện là One UI, mang lại những cái chế độ, những cái tính năng, những cái giao diện nó không khác biệt. Chủ yếu là với chiếc máy này thì nó sẽ có thêm một số ứng dụng đến từ Hàn Quốc của nhà mạng KT, do chiếc máy này đến từ nhà mạng KT. Còn nếu như là những chiếc máy của SK hoặc là những chiếc máy của LG U cộng thì nó cũng sẽ có những ứng dụng khác, nói chung là tùy theo nhà mạng. Còn về phần cứng bên trong thì chiếc máy này cũng sẽ được sử dụng con chip Exynos 9825, chúng ta có 12GB và chúng ta có 256GB nhớ trong. Nói đến đây thì mới nhớ, đấy là cái chiếc máy này thì mình mượn được ở bên XTmobile, và mức giá tham khảo cho nó sẽ là 19.990.000. Thì đây là một cái mức giá phải gọi là rẻ nhất ở thời điểm hiện tại để cho các bạn có thể sở hữu một chiếc máy Note 10 Plus, hay là kể cả khi mà so sánh với Note 10 bán ra tại thị trường Việt Nam thì với cái mức giá niêm yết ấy thì nó cũng đã rẻ hơn rồi. Thế nên đây là một trong những cái chiếc máy mà mình nói rằng có mức giá cực kỳ dễ để cho các bạn tiếp cận. Còn về ngoại hình thì gần như nó cũng sẽ không có sự khác biệt so với những chiếc Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus ở thị trường Việt Nam. Vẫn sẽ chỉ có logo của Samsung ở trên phần lưng, không có bất kỳ logo nhà mạng gì. Và cái phần bên dưới thì các bạn sẽ có thêm một cái dòng email nho nhỏ, và cũng sẽ có thêm một số chữ Hàn Quốc. Thì có lẽ đây sẽ chỉ là một trong những cái thứ khác biệt rất là nhỏ nhoi ở phần ngoại hình của chiếc máy này mà thôi. Các bạn vẫn sẽ có cụm 3 camera với thông số tương tự như trên chiếc Samsung Galaxy Note 10 cũng như Note 10 Plus bán ra tại thị trường Việt Nam. Và do đây là phiên bản Plus, thế nên các bạn cũng sẽ có thêm cái cụm Deep Vision ở đây để có thể đo độ sâu trường ảnh. Chúng ta gọi dễ hiểu hơn một tí là cái camera TOF, để cho các bạn có thêm một số những tính năng kiểu là quay phim video xóa phông, và các bạn cũng có thể là chụp ảnh xóa phông một cách chính xác hơn với cái hỗ trợ ở đây. Mặt trước thì chúng ta vẫn sẽ có màn hình với kích thước là 6.8 inch, độ phân giải 2K cộng, tấm nền Dynamic AMOLED và thiết kế là đục lỗ, và cái lỗ này cũng sẽ nằm ở giữa. Và nói chung rằng là với chiếc Samsung Galaxy Note 10 5G Plus này ạ, ngoài cái sự bổ sung về khả năng sử dụng được mạng 5G ra thì nó không khác gì so với cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus đang bán ra tại thị trường Việt Nam chính hãng. Và đây chúng ta cũng sẽ có cái bút S Pen, và S Pen này do đây là phiên bản màu trắng thế nên là nó cũng sẽ có màu trắng, ngoại trừ cái phiên bản Aura Cloud thôi thì nó sẽ có cái bút S Pen màu xanh. Và sau này thì không biết là có thêm cái phiên bản màu sắc gì được bán ra với một cây bút S Pen màu vàng nữa hay không, nó giống như kiểu là cái chiếc Samsung Galaxy Note 9 năm ngoái ấy. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ để xem Samsung có cho ra mắt thêm một cái màu nào nữa là đặc biệt hơn không ấy nhá. Và đấy là video mình trên tay chia sẻ đến cho các bạn về chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, một trong những chiếc máy đầu tiên về thị trường Việt Nam do XTmobile đưa về. Các bạn thấy sao về chiếc máy này, và cũng như là mức giá của nó đã thực sự phù hợp hay chưa? 19.990.000 cho một chiếc máy có 12GB và 256GB nhớ trong. Xin comment để lại cái ý kiến các bạn ở phía dưới phần bình luận của video. Video này thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Tài Chính Nghe Nhìn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.